Hôm nay kênh Ghế Nhật Trần Sơn sẽ hướng dẫn mọi người cách phân biệt ghế massage nội địa Nhật đã dùng lướt, hàng đẹp và cái hàng xấu. Rất là nhiều bác khi mà đi mua hàng ghế massage nội địa Nhật, hàng đã qua sử dụng, vướng phải cái sai lầm đó là điện hỏi giá, không cần biết hàng như thế nào, cứ báo giá là mặc định giá cao, đi kiếm những con hàng rẻ. Và hôm nay shop sẽ so sánh cho mọi người biết là cùng một cái mã ghế thì cái hàng đẹp giá cao và cái hàng xấu giá rẻ thì nó khác nhau như thế nào. Thì hôm nay mời mọi người cùng xem để biết được là cách phân biệt nó như thế nào nhá. Bên trái mọi người đây này, đang là một cái mẫu ghế đẹp của shop Ghế Nhật Trần Sơn. Bên phải đây là một con ghế của khách. Con này là ghế xấu của một cái anh khách này, không biết là anh ấy mua ở đâu đấy, với cái giá nó rẻ hơn cả chục triệu ấy, rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, thì con này nó vừa bị sự cố nên là shop vừa xử lý cho anh ấy xong, thì bây giờ sẽ quay cho mọi người xem và phân biệt được là của rẻ ấy, thì có đúng là của ôi không nhá. Đây, bây giờ mời mọi người cùng xem này. Đây, bên trái mình đang là một cái mẫu ghế chuẩn chỉ, cực kỳ là đẹp, của shop Ghế Nhật Trần Sơn. Đây, cho mọi người cùng xem này. Đấy, cái hay cái lạ ở đây đấy là khi mà mọi người mua hàng ấy luôn mong muốn là cần hàng đẹp nhưng mà lại phải giá rẻ, thì rất tiếc là cái hàng giá rẻ bên Ghế Nhật Trần Sơn không có, nhưng mà cái hàng tốt thì lúc nào cũng rất là nhiều. Đấy, thì đây cho mọi người xem, đây là một con ghế đẹp. Trước tiên mình sẽ so sánh về cái nước da. Mọi người hãy nhìn da của con ghế này. Đấy, da nếu mà con ghế đẹp, mọi người sẽ thấy được ngay là cái da nó rất là căng. Đấy, rất là căng, mọng. Đấy, mọi người nhìn cái tấm lưng này. Đấy, căng, mọng nhá. Và da nó không bị nhăn nheo, chai cứng, hoặc là không bị nhăn nheo hay bị làm sao hết. Đấy, mọi người thấy này. Đấy, còn bên đây con ghế xấu sao? Mọi người thấy này. Con ghế xấu thì cái tỷ lệ người ta dùng rất là nhiều. Đấy, dùng rất là nhiều rồi, và cái khấu hao sử dụng nó nhiều hơn. Đấy, cái khấu hao nó lớn hơn rồi, và cái thời gian sử dụng còn lại thì đương nhiên là nó sẽ thấp hơn so với cái hàng đẹp rồi. Và cái hình thức thì nó cũng không thể bằng được những cái hàng đẹp. Đấy, mọi người nhìn cái da này, ví dụ những cái con hàng xấu này, da thì nó sẽ nhăn nheo hơn này. Nó móp méo các kiểu này. Đấy, mọi người thấy này. Nên là tại sao nhá, một số cái con này nó cũng xấu như thế này này. Đấy, người ta có thể lấy về và người ta may lại. Đấy, may lại thì người ta bán giá nó rẻ hơn cho mọi người. Đấy, bây giờ cho mọi người xem bên trong. Đấy, bên trong này. Đấy, bên trong nhá. Bên trong một con ghế xấu thì mọi người thấy là ở trong này, cái miếng mút này là không phải mút của nó nhá. Đây, thứ nhất là mút là không phải của nó này. Đấy, mút này là mút đã cắt rồi. Đấy, cắt là chế rồi. Đây. Đấy, không phải mút của nó nhá. Và bên trong nó dùng nhiều, nó nhăn nhẻ hết này. Đấy. Còn hàng đẹp thì sao? Hàng đẹp thì mọi người thấy này. Cái đệm lưng nó rất là căng. Đấy, mút nguyên bản của nó đây. Đấy, mọi người thấy này. Mút nguyên bản của nó màu vàng nhá. Nó như thế này. Đấy, đây hàng mút nguyên bản. Đấy, đây nữa, trên này cũng thế này. Đấy, cái mút của Nhật ấy thì nó rất là êm, thường là nó màu vàng. Đấy là về tấm lưng. Còn về bên trong, mình sẽ nhìn về cái vải. Cái vải ở giữa lưng đây, mọi người thấy này. Cái vải này thì nó rất là mới, thì nó không tì vết cho mọi người nhé. Không có nhăn nheo hay rách riếc gì cả. Đấy, nó căng đét luôn này. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy, nó căng đét nhá. Đấy, còn cái hàng xấu thì sao ạ? Hàng xấu thì tỷ lệ dùng nó nhiều hơn. Thì cái này nó vẫn là nguyên bản thôi, nhưng mà cái này thì mọi người có thể thấy là nó sẽ là cái hàng nó dùng nhiều hơn. Thì mọi người có thấy cái vải nó sẽ hơi sùi và hơi nhăn. Đấy, sùi và nhăn rất là nhiều. Đấy, sùi và nhăn này. Đây. Đấy, thế này. Đấy. Đấy. Đây. Đấy, khi mà giới thiệu hàng đẹp thì bảo sao mày bán đắt thế đây. Còn hàng rẻ đây, khi mua hàng rẻ về này. Đấy, hàng rẻ đến cuối cùng lại phải điện cho Ghế Nhật Trần Sơn để
nhờ hỗ trợ sửa chữa chứ cái đơn vị bán kia người ta cũng cao chạy xa bay rồi, không hỗ trợ. Đấy, đấy về cái tấm đệm lưng nhá. Còn tiếp theo này, tiếp theo mình sẽ nói về cái túi khí, cái túi khí này, cái túi khí của cái phần bóp hai bên hông này, đây này. Đấy, hai bên hông thì nó rất là căng. Đấy, nó rất là căng, mịn và đẹp. Túi khí tay này. Đấy, rất là mới nhá. Đấy. Đấy, nó căng mịn đẹp phẳng. Đấy, mông này cũng thế này. Còn cái con sấu thì sao? Mọi người có thể thấy là con sấu này. Đấy, thì cái phần da phần vải này nó hơi bạc bạc trắng một chút này. Còn cái túi khí này thì nó hoạt động nhiều thì nó dẫn tới là nó bị phồng nha, cái túi khí nó bị phồng ra và nó đây. Nó không không đứng vững được. Nó ngả ngả này. Còn cái thằng này nó thẳng, nó phẳng đét này, mọi người thấy không? Đấy, bên đây cũng thế này. Đấy, khi mà sử dụng nhiều ấy, bởi vì cái túi khí này nó đẩy ra nhiều thì nó sẽ để lại cái vết như vết nhăn nheo, vết phồng như thế này. Còn dưới mông, dưới mông thì nó dùng nhiều ấy thì nó sẽ bóng hơn. Đấy, dưới bóng hơn, còn hàng dùng ít thì nhìn nó sẽ lì, mọi người thấy này. Đấy. Đấy, hàng đẹp thì nó sẽ lì nhá. Đấy. Đây những cái hàng xấu mọi người có thể thấy này. Những cái hàng xấu thì thường nó khá là bẩn và nó có hay có những cái vết chảy xước. Vết chảy xước đây này. Đấy, kiểu như thế này. Đấy. Đây nó khá là bẩn. Đây. Đấy. Đây này này. Đây này. Đấy. Đây, nó rách hoặc là nó bị chảy. Đây, mọi người thấy này. Đấy. Nó chảy. Đấy. Nó sẽ chảy nhá. Và cái da nó dùng nhiều nó sẽ bóng hơn. Đây cũng thế này. Đấy, da dùng nhiều nó sẽ bóng này. Như này. Đó. Còn hàng đẹp thì mọi người có thể thấy là cái da của nó thì nó lì hơn và nó không có bị chảy xước. Đấy, nó gần như là không bị chảy xước ở đâu cả. Đấy. Nó căng nó đẹp. Đây, như thế này. Đấy, tay này. Đây. Đấy. Hàng xấu đây. Đây, những cái hàng xấu này. Nó chảy như này. Mọi người không biết, chỉ cần nó chảy như thế này thôi là con ghế có thể mất giá trị tới vài triệu. Nó là bình thường nhé mọi người nhé. Đây này. Đấy. Đấy, cái con ghế này thì đấy của khách thì khi mà mua là người ta chỉ chụp ảnh ấy, thì người ta sẽ chụp xa và chụp che đi các cái khuyết điểm. Người ta sẽ giấu những khuyết điểm đi, còn khi mà nhận hàng thì mới phát hiện ra là nó bị chầy và nó bị rách nhiều. Và bị xước sát rất là nhiều. Mọi người có thấy này. Đây. Ví dụ con sấu này, đây mọi người có thấy cái điều khiển nó bị xước sát này. Đấy. Những cái hàng sấu như thế này thường là nó là những cái hàng bãi và nó được bảo quản với cái điều kiện thấp và nó bị va đập va quẹt nhiều. Còn với hàng đẹp thì sao? Với những hàng đẹp ấy thì cái điều kiện bảo quản và vận chuyển về Việt Nam nó rất là tốt nên là nó không bị xước sát. Đấy, hoặc là nếu mà nó có xước sát thì nó xước sát rất nhẹ. Đấy, mọi người thấy này, đấy nó rất là mới như thế này, này. Đấy, rất là đẹp, thấy chưa? Đấy, tất cả cái này nó nguyên bản 100%. Đấy. Đấy, còn với những hàng xấu thì nó xước sát nhá. Xong là cái thanh này này, cái thanh này thì không phải thanh của nó nhé, mọi người nhé. Đây, đây nó chảy chuột này. Đấy, thanh này không phải thanh của nó. Đấy. 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 Tem thì nó nhàu lát rồi. Còn cái này tem thì nó mới cứng này. Đấy. Thấy chưa? Đấy, mọi người sẽ thấy được ngay sự khác biệt. Tôi tin chắc rằng là nếu mà mọi người ấy mà khi mà hỏi giá ấy, mà xếp được hai con, một con giá rẻ và một cái con đẹp để cạnh nhau thì chắc chắn mọi người sẽ không bao giờ lấy cái hàng giá rẻ mà sẽ chọn cái hàng hàng đẹp, hàng chất lượng cao. Cái gì nó cũng có giá của nó,
Như một số anh chị em thì khi mua của shop thì cũng đều bảo rằng là cái người mua có thể nhầm chứ người bán thì không nhầm được. Chính xác là nó là như vậy, chính xác luôn, bởi vì là những cái hàng đẹp hoặc như thế nào ấy thì đều được kiểm tra và định giá một cách là rất là chuẩn rồi. Và mình muốn lấy được hàng đẹp từ Nhật chuyển về thì mình phải chấp nhận một cái giá nó cao hơn so với những hàng xấu thì mới có được hàng đẹp nhé. Đây, tiếp tục mình sẽ soi về cái chân. Đây, mọi người có thể thấy cái chân của nó này. Đấy, da nó rất là mới nhá, rất là đẹp. Cái nhựa hai bên này, mọi người có thể nhìn kỹ là các cái nhựa này nó không có bị chảy xước một tí nào này. Đấy, nó không bị chảy xước nhá. Đấy, bên đây cũng thế này. Đấy, không bị chảy xước ở đâu cả. Đấy, thế này. Đấy, một cái hàng nó mới, nó đẹp như hàng đồ hộp. Như thế này mà. Đó. Còn cái hàng rẻ thì sao, thì chắc chắn là nó sẽ có những cái vết chày, cái xước kiểu như này. Đấy, đây này, vết chày vết xước kiểu như này. Đây này. Đây nữa này. Đó. Đây vết rách này. Đó. Đây vết chày này. Đây vết chày này. Đấy, mọi người thấy chưa? Vết chày này. Đấy, còn bên đây này. Đấy, không có vết gì nhá. Rồi, tiếp theo mình sẽ soi về phía đằng sau. Phía đằng sau nhá. Phía đằng sau ở phía lưng con này. Mình sẽ nhìn về phía lưng này. Đây là phía lưng cái con sấu thì mọi người có thể thấy nó sẽ có những cái vết chày như thế này. Vết chày. Đây những cái là mình nhìn thấy được, còn những cái mà nó va đập phía bên trong thì mình chưa nhìn thấy. Đấy. Đấy. Về phần nhựa thì mọi người có thể thấy là cái nhựa nó hơi bạc màu, còn cái hàng này, hàng đẹp thì mọi người thấy là cái nhựa nhìn nó khá là mới. Cái nhựa này nhìn nó cũng được tươi rói này, cái nhựa này nhìn nó cứ bạc bạc phịch. Đây phần trên lưng cũng thế này, lưng này đó. Nói chung là hàng thì mọi người cần phải biết được là cái chất hàng nó như thế nào, chứ mình giá thì nó chỉ là một trong những cái yếu tố để mình đánh giá thôi, còn nó còn liên quan đến rất nhiều cái. Ví dụ như là như cái mọi người đang thấy đây là cái chất lượng hàng. Cái tiếp theo nữa là cái dịch vụ trước, trong và sau khi bán hàng rất là quan trọng. Đây, tiếp theo mình sẽ soi về phần da trên lưng này. Đấy, da càng đẹp, còn cái da này dùng nhiều nó sẽ hơi bóng và nó xấu. Nếu mà rất là nhiều khách ấy thì khi mà nhìn ấy thì đến tận nơi thì mới thấy ra được. Đây, còn đây là máy con đẹp này, máy con đẹp nhá. Tiếp theo máy con xấu này. Đấy, đây con xấu này, mọi người nó thấy nó chảy này. Đấy, chày như thế này là chứng tỏ là nó bị va quệt rồi. Đây, máy phía bên trong nhá. Đây, mọi người cùng xem máy này. Đấy, máy con này thì nó khá là bẩn. Đây, khá là bẩn này. Bởi vì đã qua xử lý rồi nên là cái dây thít các thứ này nó không còn nguyên nữa. Đây, các cái vết này đã cắt xử lý rồi, đằng sau này đã gọi là han rồi, cái này là han bị chảy xước. Đây. Cái mỡ thì nó còn ít hơn, còn hàng đẹp này. Mọi người sang nhìn cái hàng đẹp nó sáng này. Đó, nhìn nó sáng nhá, nó sáng. Mỡ này còn khá là nhiều này. Cái hộp đằng sau này nó đẹp này. Nó đẹp này. Tất cả còn nguyên này. Cái bên miếc là nó mạch, miếc là nó mới này. Nó sáng này. Dây cô đoa còn rất là đẹp. Cái dây cô đoa này rất mới, rất đẹp. Còn dây cô đoa này thì dây cô đoa này đã thay rồi mọi người nhé. Đó,
thì nó đánh giá được là một cái con ghế đẹp thì tỷ lệ dùng nó rất là ít, một con ghế xấu thì sẽ sử dụng nhiều hơn. Đây sẽ bật test thử, bật test thử cho mọi người xem. Đấy. Đấy. Không có người máy nó tắt luôn mọi người ạ. À, vải còn rất là đẹp nhé. Con này. Đây. Con này dùng nhiều hơn thì cái đen đen này nó ở cái đầu con lăn này nó ra nhé. Nó ra cái vải. Đấy. Đây này, nó nhìn nó hơi bẩn, mọi người thấy này, nó hơi bẩn, hơi cũ, hơi mốc. Đây, làm đẹp nhìn nó sáng này, mọi người nhìn nó sáng, đấy, nhìn nó sáng nó đẹp này mà. Đấy. Bây giờ sẽ bật cho nó chạy thử. Em ơi. Đang ngồi bật cho nó chạy thử. Bây giờ sẽ test chạy thử cho mọi người xem nhé. Bấm dựng nó lên. Đây bây giờ sẽ test con đẹp này. Đấy. Đằng sau vải còn rất là mới. Rất là mới, rất là đẹp nhé. Máy thì êm, chạy ngọt ngào. Tất cả còn nguyên bản. Cái vạch sơn đánh dấu của nhà sản xuất này. Đấy. Đấy, máy rất là ngọt, không có tiếng gì cả. Rất là êm nha. Rồi bên đây, sang test sang bên đây này. Sang bên đây, hoạt động con này. Đấy, nó hơi tạch tạch một chút. Nó có kỹ, sử dụng nhiều nó hơi dơ hơn một chút so với con mới kia, con đẹp. Đấy, đang giò này. Bên trong nó bị bẩn. Cái này nó bị han hết là mới xử lý lại cho nó hết. Con này sau khi xử lý cho khách thì vẫn hoạt động ok, tuy nhiên là cái độ xuất sắc thì nó sẽ không thể bằng được những cái hàng đẹp này. Từ những cái nhựa trở đi nhá, đây là nhựa con này xấu hơn thì nó bạc phạch này. Cho tới cái dây điện, dây điện này mọi người thấy là cái dây này nó mới, nó sáng. Dây này nó thì nó ố ố hơn nhá. Đấy thì khi mà mọi người sử dụng ấy thì chắc chắn là mọi người sẽ thích những cái hàng mà nó đẹp như này hơn. Đấy. Còn những cái hàng mà nó xấu hơn thì giá thường nó rẻ hơn rất là nhiều. Khẳng định mọi người luôn, khi mọi người đến tận nơi mà xem ấy thì chắc chắn là sẽ thích cái con hàng đẹp này chứ không thích lấy cái hàng rẻ. Hàng rẻ, cái con này thậm chí nó rẻ hơn cái con hàng đẹp này cả chục triệu. Đấy, nhưng mà
chắc chắn là mọi người đến xem thì cũng không thích mua cái hàng rẻ. Đấy, nên là nó giải thích được vì sao là một số con ấy thì khi mà được tuyển chọn về lựa chọn một cách kỹ càng nhất thì nó sẽ có cái giá nó sẽ cao hơn. Đấy, mình mua bởi vì là không phải mua mua bình thường mà mình mua là mua đấu giá tất cả những hàng đẹp. Mình mua đấu giá thì mình phải trả một cái mức giá nó cao hơn thì mình mới đấu được những hàng đẹp cho mọi người. Đấy, đây này. Đấy, thì với những cái con sử dụng nhiều như thế này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều mọi người nhé, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Thậm chí là một số con là cái đệm lưng các thứ hoặc là tay tiếc các thứ là nó may lại rồi. Đấy, nó may lại rồi thì để một người bình thường phân biệt được thì nó rất là khó. Chính vì như thế này hôm nay là ghế Nhật Trần Sơn này, để quay hướng dẫn cho mọi người nắm bắt được, biết được một phần nào đó để mọi người so sánh. Đây là những cái mình có thể nhìn thấy được, còn sâu bên trong thì nó là những cái phần mên điều khiển chip rồi con công suất tụ tiếc các thứ nó rất là nhiều. Đấy thì mọi người sẽ không biết được là con nào còn hay không, con nào thay hay chưa. Đó thì nó rất là khó. Đấy mà để mua được một cái con mới đập hộp thì giá nó rất là đắt tiền. Chính vì như vậy nên là mình bắt buộc phải mua những cái hàng đã qua sử dụng. Mà đã qua sử dụng thì mình cần phải có một cái kiến thức để mình mua, để tránh mua phải những cái hàng kém chất lượng hoặc là những hàng giá rẻ. Hàng mà kém chất lượng thì bán giá rẻ hoặc bán bất kỳ với giá nào thì nó cũng được coi là đắt mọi người nhé. Còn hàng tốt, hàng đẹp, hàng chất lượng thì giá nó có thể nhỉnh hơn vài triệu nhưng mà mọi người sẽ yên tâm hơn về chất lượng. Đấy, không lo lắng về độ bền, tuổi thọ của ghế cũng như là chất lượng sản phẩm. Đấy, nếu mà mọi người khi mà mua ghế hoặc là cần tư vấn hoặc là thẩm định bất kỳ một cái mẫu ghế nào thì cứ liên hệ cho shop để shop sẽ giúp đỡ cho mọi người lựa chọn mua được một sản phẩm nó chuẩn nhất, nó ưng ý nhất. Đấy, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào.